trời ơi, có chịu nổi không? Nói vậy thấy thương không? Trời ơi, qua quay ha, qua quay dọn hàng đang chó nhà nhìn thấy cảnh khổ nha. Đó, xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới ăn lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị em mình trên kênh Nấm Mắm Miền Tây. Hôm nay thì mình về chợ Vĩnh Trinh, cô chú anh chị gặp cái chú bán chăn ga gối rệm này. Chú rất là vui vẻ, dễ thương. Giờ này nắng nhưng mà cũng hồi nãy thì mình nói là trời qua mây tạnh, nhưng bây giờ thấy có nhiều cái cụm mây đen nè, cho nên không biết lát nữa mưa không. Chú thì cũng sợ, chú đang dọn hàng nè. Đang dọn hàng nè. Dọn hàng để cho người nhà nhìn thấy cái cảnh khổ của chú. Đó thì chú cũng nói đùa thôi. Thôi thì hôm nay mình có mặt ở chợ Vĩnh Trinh thì thôi mình đi ngang qua đây, dù là có trưa có muộn nhưng mà thôi cũng không muộn lắm. Mình cũng ghi hình khu chợ nhỏ cho bà con mình xem nha. Đó, chợ thì diễn ra cũng đương nhiên chợ là diễn ra đông đúc rồi, nhưng mà hàng hóa thì cũng thấy rất là nhiều nè cả nhà. Đó. Ở thời gian gần đây thì rất là hot vấn đề sư Minh Tuệ, cho nên mình nhìn qua mình thấy mấy bộ đồ của trẻ em nè, cũng logo của sư Minh Tuệ ở đây nè. Đó, rất dễ thương không? Những mảnh áo chắp vá lại nè, đó đủ màu sắc nè. Đây là biểu tượng của sư Minh Tuệ, rồi có in hình ông nữa nè. Trời ơi, thật là tuyệt vời luôn. Thôi bà con mình đi vô trong chợ chút xíu nha. Mình đến đây cũng chưa trưa rồi, giờ này các bà con cũng sắp sửa đi chợ, đi chợ về hết hả chị ha? Cô ha? Dạ. Dạ, đang sửa sạn chuẩn bị về. Vậy thì mình bán có buổi sáng này chút xíu là tan chợ rồi hả cô? Dạ, chút xíu tan chợ rồi. Dạ. Trời, cô bán nước mát ở đây nè, cô cũng có rau má nữa nè. Chút xíu nữa ra. Dạ. Chút xíu nữa ra thì mình mua bịch rau má để giờ quay chợ. Dạ. Chợ Vĩnh Trinh thôi, để con lợi con ghi hình cái cổng chợ, cái tên chợ cái đã. Giờ thì cũng chuyển mưa nè, cho nên bà con cũng sợ rồi, chuẩn bị dọn hàng nè. Đó, đây là chợ Vĩnh Trinh nha cô chú anh chị. Giờ này chuyển mưa thì bà con cũng đang chuẩn bị sắp xếp để dọn hàng rồi. Thôi mình cũng đi xuống chợ rau, chợ cá, chợ thực phẩm. Đó, đi đâu thì mình cũng thấy logo áo của sư Minh Tuệ nè, cả nhà dễ thương không? Mình ở xa, mình chạy tới đây thì cũng trưa trưa rồi, cho nên là thấy cũng muốn gần tan chợ chợ. Chợ Vĩnh Trinh. Chị bán cá biển à. Cái cá này cá gì vậy chị? Cá út. Cá gún, cá gún. Cá gún. Dạ. Đậu cá gún. Ở đâu quay YouTube này nữa hả? Dạ, con ở bên Long Xuyên á. Hôm nay con đi công việc ngang đây thành ra con thấy cái chợ nhỏ nhỏ. Chị quay em nói chợ bữa mình á ăn cơm với hết, quá trời ngon luôn. Quá trời ngon luôn, đặc sản miền Tây mình đó. Dạ, đặc sản miền Tây kệ, ăn nhiều chất đạm, nhiều dinh dưỡng không sao hết. Dạ. Mình bán chợ này là lâu chưa mấy cô mấy chị? Tôi bán được 4-5 năm rồi. Dạ. Về coi thì sao vô? Về giờ cô mở vô kênh YouTube Ấm Áp Miền Tây. Ấm Áp Miền Tây. Dạ, Ấm Áp Miền Tây bây giờ mở cũng có nữa nhiều chợ. Là chiều nay em mở em lên 5 giờ mà em ăn. Thôi ngày mai đi, ngày mai đi, ngày mai mới lên Ấm Áp Miền Tây TV. Ấm Áp Miền Tây rồi thêm chữ TV nữa. Đúng rồi, coi mấy chợ Long Xuyên trước đi. Chợ mình ngày mai coi. Dạ. Đó chị thì bán hến, bán ốc nè, rồi rau đồng nữa nè. Ngon quá trời. Đó mấy hôm nay thì đúng rồi. Chợ Long Xuyên, Mỹ Xuyên, Mỹ Bình gì chợ nào có chữ Mỹ mình quay hết trơn cho bà con coi ở ngoài Long Xuyên. Dạ. Đó chợ đây thì bà con dễ thương ha cả nhà ha, bà con miền Tây mình là vậy đó, vui vẻ dễ thương lắm cả nhà. Ở chợ tuy là giờ này cũng trưa trưa vắng vắng rồi, nhưng mà bà con chợ Vĩnh Trinh nha, chợ số 5 bờ ớt. Số 5 bờ ớt. Chứ đừng có để Vĩnh Trinh. Vĩnh Trinh này có chợ Vĩnh Trinh trong tiên nè. Dạ, tại con thấy logo chợ á để là vậy là chợ này là chợ bờ ớt. Rồi bò ớt là khác hả cô? Bò, chợ bò ớt là cái con quay chợ số 5 bờ ớt.
chợ số 5 bờ ớt. À đúng rồi đó. Dạ, chợ số 5 bờ ớt. Nhưng mà để chợ Vĩnh Trinh, con tưởng đâu Vĩnh Trinh. À cái chợ Vĩnh Trinh kia là phải gần cái đình phải không cô? À, đúng rồi, đúng rồi. Rồi rồi, vậy là con biết rồi. Dạ, khu đó là con biết rồi. Nhưng mà đây mình ra tới đó còn xa không cô? Đúng rồi, 3-4 cây cây nữa. 3-4 cây số nữa. Ờ, có 4 cây á. Dạ, dạ, dạ. Thôi con biết rồi. Dạ. Tại vì hồi đó là con đi tới khúc đó. Con đi tới đầu đó. Còn mình vô từ đó đầu đội những vô tới chợ cũng khoảng vậy là cái này là chợ số 5, là chợ số 2 là hồi đó con quay rồi. Không, chợ số 2 là số 2, còn là chợ số 5 bờ. Dạ, chợ số 2 mấy chị cũng dễ thương lắm, hồi năm ngoái con quay rồi, năm nay con chưa lại quay. Còn hôm nay thì mới lại chợ số 5. Chợ số 5. Dạ, chợ nhỏ mà cho nên là bán mấy tiếng đồng hồ buổi sáng rồi chị ha. Dạ. Chèn ơi, chợ mình bán rau đồng đồ ngon quá trời luôn cả nhà. Đó, như cô nói đây là chợ số 5 bờ ớt nha cả nhà. Thôi, con cảm ơn cô nha. Mà mưa ống tới ra ngoài bộ ớt luôn. Bộ ớt với bộ ớt nó cái chữ nó dạ. Đúng rồi. Dạ. Đi xem ra đầu mà nè, phải nói cho kỹ số 5 bờ ớt. Còn nói vậy cái người ta nghe lộn là bò ớt. Dạ. Vậy là lát nữa là mình đi ra ngoài bò ớt, ngoài là mình đi đường này mình chạy ra. Dạ. Cũng được luôn. Dạ. Đi đường này cũng được luôn. Đi chợ này, đi đường này mình có khi mình quay một hai cái chợ nhỏ xíu nữa cho mệt. Nhưng mà giờ này thì là chắc tan hết rồi. Tan hết rồi. Dạ, giờ này là tan hết rồi. Dạ. Trời ơi, cô bán. Coi thử coi con quay mấy cái chợ quê miền Tây mình coi có im không. Để ngang á cô, để cái điện thoại ngang á cho coi coi cho nó rõ. Dạ. Thôi em cảm ơn nha chị. Đang ăn có bị quay nữa. Trời ơi, em dạ. Mà em xấu thế em có được lên truyền hình đâu. Dạ. Cứ nói cứ vậy hoài à, chị em miền Tây mình ai cũng dễ thương hết trơn. Dạ. Chị em mới được lên chứ coi chị em lên nữa. À, đẹp á, thì càng tốt, không đẹp nhưng mà vui vẻ cũng được rồi. Rồi không, mình cũng tiếp tục đi nữa, đi chút xíu nữa cả nhà ơi. Thì cũng tình cờ mình đi ngang mình mới biết chợ số 5 bờ ớt này cơ, cho nên là mình cũng ghi hình chia sẻ cho bà con mình xem khung cảnh chợ cũng gần trưa rồi nha cả nhà, cho nên là giờ này cũng lên YouTube luôn. Sao vụ gì? Không có vụ gì hết, vụ này lên YouTube thôi chứ không có gì hết. Ghi hình chợ cho bà con xem thôi. Đó, khu vực này thì thực phẩm tham gia cô chú anh chị, rau củ nè, rau đồng rồi nè. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới đó mình xem cá sông, cá đồng rồi nha. Đây, đây là khu vực chợ cá của chợ bờ ớt mình nha cô chú anh chị. Bước vô khu vực bán cá tôm thì mình thấy cua đồng nè. Cua đồng rồi kế đó là cũng là lươn đồng nữa nè cả nhà. Quá trời đồ ngon luôn nha. Khu vực mình ở đây á, thì là Kim thấy cá sông cá đồng thì nhiều hơn. Thôi bây giờ mình đi vô trong nha. Đó, cái này là lươn đồng nè cả nhà. Cái này là lươn đồng nữa không? Ừ. Đó, đồ ăn rất là ngon nha. À, tuy là gần trưa rồi, gần tan chợ rồi nhưng mà đồ ăn ngon lắm cả nhà, rất là nhiều luôn nè. Không sao đâu, mình sửa lại chút xíu là được rồi, là đẹp mà không sao hết. Không sao đâu, cái đó thì mình cắt bỏ, cái đó không sao hết, cái đó cắt bỏ thôi. Đây, kế đến những gian hàng cá đồng, cá sông rồi thì là mình đến cá biển nè cô chú anh chị. Không phải tại em mà nha, hồi nãy em đứng ngay đó em nói một hồi mới bước vô nha. Hồi nãy ta đứng ta nói hồi người ta mới bước vô bộ. Dạ, ta đứng ta nói hồi người ta mới vô chứ bộ. Ấm áp miền Tây TV á cưng. Vậy mở rồi TV coi ha. Ngày mai. Bây giờ mà có coi là coi mấy cái chợ Long Xuyên. Bây giờ có coi là coi mấy chợ ngoài Long Xuyên, thành phố Long Xuyên. Ôi ôi đây nữa nè, đó, đây thì cá biển ha, còn bên đây là ôi ôi. Gà nè, phân loại đủ thứ này cả nhà.
cá hồi, cá tra, mực ống, rồi bạch tuộc, chân gà, cánh gà gì là phân loại hết trơn. Bà con mình mua là dễ lựa chọn ha, lựa chọn theo ý của mình nha. Bên đây nữa nè, cá đuối nha, cá đuối bự. Cá đuối bự thì nhiều thịt hơn và sụn nó cũng giòn hơn, còn cá đuối nhỏ thì nó sẽ mềm hơn. Đó, chợ bữa mình nó tuy là nhỏ nhỏ thôi nhưng mà khu chợ cá rất là hoành tráng nha cả nhà, quá chừng đồ luôn, quá xá luôn rồi cô ơi. Còn cái này là chuột miền Tây mình, nói tới chuột người dân miền Tây mình ai cũng biết đó. Đó, quá trời ngon luôn nè. Anh mua chuột về làm lẩu anh. Cái này là đang live stream á hả? Dạ, cái này là em quay xong rồi là về ngày mai em mới cho chiếu lên TV. Dạ, giờ đi quay thôi, ngày mai nó không có phải là trực tiếp, ngày mai là mới chiếu TV được. Dạ ngày mai ha. Còn bây giờ coi là coi mấy cái chợ Long Xuyên đi, mấy cái chợ thành phố Long Xuyên đi. Quay ngày mai nó ế muốn chết. Quá trời, không phải đâu, chắc tại em đi lại đến đây chưa. Chưa cho nên là hơi vắng. Đó là con đang mua đó, ế đâu chứ bắt cùng chút xíu thôi. Dạ. Thôi con cảm ơn cô, con đi nha cô. Cô ơi chuột ngon quá. Cái loại nhỏ nhiêu tiền, loại lớn nhiêu tiền cô? Loại nhỏ 100, loại nhỏ có, loại lớn có 60 hạt cân. Rồi sao lớn mà nó rẻ hơn vậy cô? Lớn rẻ là lớn người ta ít ăn nhiều. Dạ. Nhỏ ta ăn nhiều lắm. Dạ. Dạ dạ. Lớn về mình phải chặt ra rồi ha, cái nhỏ nhỏ thì mình để về mình khè luôn hả cô? Cái lớn này là ta ướp, ướp sa tế ta nướng. Dạ dạ. Cái này chắc một con nó chắc nửa ký hả cô? Cũng gần đó, có con nửa ký, có con gần được nửa ký. Trời ơi, vậy đó ha. Mấy con bự gì là mấy con bự này là có thể nửa ký đó. Kêu là cua cống nhum nhum cái gì đó phải không cô? Kêu là cống nhum hả cô? Cống nhum. Đâu cô cân cho con thử cái con này thử coi cô được nửa ký không? Con bự chảy nè, con bự nhất á. Đúng nửa ký luôn ha. Nửa ký luôn. Rồi cô bỏ vô bịch cho con đi, con mua con đó đi. Dạ. Thằng mua không, cô mừng luôn chó. Thì cô mừng con đi. Vào vào để. Dạ. Để cho bọc đi. Cho cái bọc, cho bọc. Đó, mình mua chuột cả nhà thôi. Mình đó thì mình không có biết ăn chuột nhưng mà mình mua về cho người nhà ăn. Đúng rồi, rất là ngon. Dạ. Cái này thì về mình làm món nào ngon nhất cô? Về cái này ướp nướng là ngon nhất. Nướng là chiên. Chiên còn thôi, ví dụ mình xào lá cách được không con? Xào lá cách là ngon nữa. Dạ, xào lá cách nha. Nhà con thì có hai cây lá cách. Đổ cho chị mẹ. Đó, lá cách. Dạ. Dạ. Rau răm thì không có nhưng mà có lá cách. Lá cách. Cô mận nhiều con đi khéo khéo chừng cái mật nó bể cho cô, bể cho nó đăng. Còn cái mật nó lấy mật ra hết. Dạ. Với chuột hồi nào giờ hình như đâu có mật hay gì ba? Không, nó chuột. À vậy hả? À đúng rồi. À thấy chưa? Sợ mất cái mật. Sợ mất mật. Chỉ con chuột nó ngon nè thấy không? Dạ. Dạ, để hết cho con cô, để mở rồi lại luôn cô. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Mở. Mình mua con chuột, có con chuột mà nửa ký cả nhà ơi, quá bự luôn rồi. Mua về xào lá cách. Mình á thì mình không có biết ăn chuột nhưng mà mình mua về cho người nhà ăn. Rất là ngon này. Dạ. Cô ơi, ngày nào mình cũng bán chuột vậy hả cô? Ngày nào cũng bán được ơi, mãn năm, mãn mùa luôn á. Dạ. Rồi mình lấy mối là mình đi bắt này cô. Lấy mối khuya cái nó đem lại. Dạ. Mình đem lại người ta mà người ta lột sạch cho mình vậy luôn. Lại nhiêu chuột hả con? Dạ nhiêu là cho bé ăn như vậy nhà. Ôi chuột bự này thì nó có nạc á, mà tại sao bự lại ghẻ khổ hả cơm ha? Cảm ơn nha. Còn một hàng cười kìa. Giờ này nè, cả nhà mình nhìn ra ngoài nè, đang kịnh luôn nè. Ôi chỉ mưa đang kịnh nè, chắc là mắc mưa rồi, chắc chắn là mắc mưa. Rồi. Quá ngon luôn. Dạ quá ngon luôn. Vậy là của con à? Dạ con lấy con là 25 ngàn thôi. Trời ơi, thôi cô bán không có lời thì bán tao nhiêu, bán con nhiêu đâu có sao đâu. Ăn thử. Ăn thử nè cô, con gửi tiền cô. Dạ. Rồi. Trời ơi, mua rồi cô cũng tặng mình nữa. Dạ, cô bớt tiền. Dạ. Con cũng cảm ơn cô, con chúc cô thật nhiều sức khỏe rồi bán chút xíu hết hàng hả cô ha? Bán chút xíu hết hàng ha. Con nha. Dạ. Tiếp 5 ngàn nè mà. Thôi rồi. Thôi gọi cho con rồi nè. Đi của bà. Đi hả, nội nó qua luôn rồi lắm.
Bởi tội nghiệp mấy bà già vậy đó, nhờ có chị kế bên chị cũng thôi coi ngó phụ với cô. Giống vậy dữ lắm luôn. Dạ. Thôi con cảm ơn cô nha. Dạ 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 dạ. Dạ hẹn gặp lại cô ha. Đó mình mua con chuột cả nhà, đúng là mình có duyên với chợ này cho nên là hôm nay mình đi mình mua. Còn mấy chợ kia thì mình cũng thấy nhiều mà mình không có mua đâu. Hôm nay mình gặp các bạn này không biết là đi giới thiệu mặt hàng gì đây. Kênh nào cô? Chịu lên coi ơi. Ấm áp miền Tây TV. Rồi, ok cô. Rồi, xong luôn, mưa luôn rồi. Rồi, xe ướt hết. Ướt đồ hết luôn cả nhà. Ướt nữa, bị mắc mưa nữa. Trời ơi, đi chưa đâu tới đâu hết trơn, đó là mưa rồi. Hồi sáng đi thì mình thấy trời quang mây tạnh, có nắng nữa, mình khen trời hôm nay đẹp. Mình khen trời hôm nay đẹp, ai ngờ khen được chút xíu giờ mưa rồi. Đó, chưa nổi không? Dạ. Dạ. Rồi giờ vậy thì bác buông rồi sao cô? Cũng trời, mưa, mưa đất nữa cũng dẹp rồi, mưa giờ dẹp hết. Dạ. Mà điều cái là mình ngồi trong nhà lồng vậy im hết cô ha. Ừ. Dạ, không phải không hết. Dạ. Dạ, mà ta. Dạ. Trời ơi, cô bán mắm quá trời thơm luôn, cả nhà mắm miền Tây mình là ngon số 1 luôn nha. Mắm số 1, thơm hết sức thơm luôn rồi, dạ. Mắm miền Tây. Quá ngon luôn rồi. Thơm quá. Mấy đứa đã quên quà. Dạ. Tiếp tục ghi hình nữa chứ giờ sao giờ. Giờ mưa mình cũng chưa có về được đâu, chút xíu nữa. Đó, ở đây thì bán những phụ kiện. Những phụ kiện kèm theo cho chị em phụ nữ mình thôi. Chị bán cho em đôi vớ chân đi chị. Cái nào dài dài giống như em đang mang nãy, dài dài lên tới đây nè. Lấy mà mỏng dài dài. Dài dài đi chị. Là em đi nắng quá đó. Như dạ như cái này đi, như cái này đi. Này nha, cái này dạ. Là mỏng. Cái này mỏng hả? Không có dài bằng cái này. Dạ. Chị thôi lấy cái dày dày này đi, mình đi nắng rồi lấy cái này đi. Nhiêu vậy chị? Dạ 15.000. Ờ tự nhiên cái là tới đây cái mưa à. Đi quay hả chị? Dạ. Chị ơi mình bán ở chỗ này hay là mình cứ bán mình chạy chợ vậy chị? Bán chỗ này. Bán chỗ này không à, từ đó giờ ha. Dạ bán chỗ này hồi đó giờ. Dạ. Đồ nhiều quá chạy chợ đâu nổi. Dạ. Vậy rồi cái xong mình bán xong là mình dọn về hả chị? À gửi này vậy. Vậy cũng tiện ha. Dạ. Chứ mình dọn đi dọn chở tới chở lui cũng mệt. Đâu nữa. Nổi. Dạ. Nhiều lắm chừng người 2 3 bao hả chứ đâu. Dạ đúng rồi, bởi vậy. Thôi kệ bán cổ định vậy thì cũng được hả chị ha. Cảm ơn chị. Bán trong nhà lồng vậy im nè, không có sợ mưa gió, còn em đi quay nhiều ở chợ em thấy có nhà lồng mà không bán đâu, đi ngồi ngoài không à, rồi mưa vậy rồi sao. Dạ đó thì giờ vô trước. Dạ. Nhiều khi không kịp ướt hết trơn. Ướt hết trơn luôn á. Như giờ cái xe em bỏ ngoài cũng ướt hết trơn rồi đó. Ướt đổ ngoài xe. Nhà xe không có đồng xe phải không? Không có cái nóng, bởi vậy không có cái nóng. Chỗ bên kia là chỗ nào nó làm độ đó, cái đông tới giờ qua. Dạ. Đó. Rồi thôi em đi nha. Ở đây là tập quá. Đó bây giờ mình mua cái gì nữa ta? Anh ơi sữa này nhiêu hộp anh? Sữa này nè. Rồi lấy cho em hộp đó nữa đi. Còn cái xanh kia.
Dạ. Dạ, lấy cho em cái mỡ cái mỡ. Em muốn cà phê cái đó không? Đó, gian hàng của chị bán tạp hóa đủ thứ nè. À, sữa thì loại sữa hộp giấy cũng có nè, còn loại hộp sắt cũng có nữa. Rồi dầu ăn, bột ngọt, tương ớt. Rồi bên đây là mỹ phẩm nè. Đủ thứ luôn, quá trời cả nhà. Đó. Thôi hôm nay thì mình cũng có duyên với lại cái chợ này, cho nên là mình đến được chợ và cũng ghi hình chợ. Và rồi cũng bị mắc mơ luôn. Cũng bị mắc mơ luôn. Hồi nãy lại thì ngay vòng vòng ở đây là rất là đẹp nè, bà con bán quá trời, giờ mưa cái bắt đầu dọn gió trơn rồi. Đó. Chỉ có bông hoa thì mưa là không sao nha cả nhà. Đâu rồi hộp sữa của em, đâu rồi? Rồi thôi tiền cho em. Quay ở kinh nào? Rồi chị mở vô ấm áp miền Tây TV. Dạ, có chữ T với chữ V chứ sao chị? Rồi đó, vậy là vô là thấy à. Bây giờ coi thì coi điện thoại cũng được, mà về coi TV cũng được. Bữa nay mới đi qua bên tới Cần Thơ, mình thì đi chưa tới đâu, hết mắc mưa rồi. Hỏi thấy có không, có muốn quay là không phải là gì, một gì một vườn vậy. Dạ. 20 nữa. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Rồi, em cũng cảm ơn chị ha. Rồi, dạ. Vậy ở đâu đi quay vậy? Em bên Long Xuyên á chị. Dạ, bên An Giang. Rồi thôi em cảm ơn nha. Trời, chợ mình á, ở ngoài nhìn vô kia là nhỏ nhỏ thôi mà vô trong nè, tạp hóa nè, rồi đồ may mặc, rồi chợ cá, hoành tráng quá trời, nhiều đồ ngon hết sức. Dạ. Thôi em cảm ơn nha. Thôi bây giờ mình vòng lại nữa chứ để đi ra ngoài là mắc mưa. Hay là đi ra ngoài luôn đi. Đó trời ẩm đạm, đang mưa nè cả nhà. Đó chỉ mưa đang kịnh luôn nè. Đó mình sẽ bị mắc mưa cái đám mưa này nữa cho coi. Thôi bây giờ mình cũng tranh thủ là lấy xe để về cả nhà ơi. Mưa ướt hết rồi. Đó, hôm nay hồi sáng thì mình nói là trời quang mây tạnh, trời đẹp. Ai ngờ đâu mình mới khen được chút xíu à, bây giờ thì mưa. À, chợ này thì tuy là để cái bảng là chợ Vĩnh Trinh ha, nhưng mà không phải nha cả nhà. Dạ. Ông trời ông đang dí rồi, thôi ngưng rồi. Dạ. Mưa quá rồi cô ơi. Rồi cô bán con bịch rau má đi. Dễ đi luôn được không? Dạ được. Để đó đi cho mình dễ quay mắt coi đây. Nè cô. Đó mưa hết trơn rồi, ông trời ông dí con rồi đó. Ông dí thì chạy thôi. Thôi con cảm ơn nha. Đó, thôi đến đây thôi cũng hết chợ cả nhà ơi. Đây là chợ số 5 Bờ ớt. Thôi thì mình cũng có duyên lành mình mới về được đến chợ này, mình đi ngang tình cờ thôi chứ mình cũng không biết chợ ở khu vực này là có cái chợ này. Thôi thì mình cũng ghi hình cho bà con mình xem những chợ nhỏ của quê hương miền Tây mình ha. Và đặc biệt đây là khu vực Cần Thơ hết cô ha. Đây là khu vực Cần Thơ. Thôi thì mình đến đây thôi cũng xin nói lời tạm biệt với bà con mình nha. Xin hẹn gặp lại bà con mình vào những video sau ha. Xin chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe, buôn may bán đắt nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Dạ của con là ấm áp miền Tây TV á cô. Ấm áp miền Tây rồi có cái chữ TV nữa. Thôi con cảm ơn cô. Dạ con về nha. Mưa rồi chạy thôi. Mưa rồi chạy thôi. Đó bây giờ muốn đi muốn ở lại quay nữa cũng không được cả nhà. Ông trời ông dí mình quá hay thôi mình cũng dừng máy nha cả nhà. Không thể nào mà tránh được cái cơn mưa lớn này hết trơn á. Thế nào cũng bị dính nè cả nhà. Đó. Mà hiện tại thì cũng đang mưa nha. Mưa nhỏ. Thôi thì mình tắt máy, dừng máy đây nha cô chú anh chị. Hẹn gặp lại bà con mình vào những video sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại mấy anh em mình chợ số 5 Bờ ớt. Hẹn gặp lại chiếc sau nha. Dạ hẹn gặp lại chiếc sau nha.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.